Xin chào các bạn, đây là chương trình hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường của Ford Việt Nam. Sau đây là những kỹ năng lái xe an toàn khi trời mưa. Lái xe khi trời mưa, tầm nhìn bị giảm, khả năng phanh cũng như khả năng bám đường bị hạn chế. Các xe khác cũng khó khăn khi quan sát thấy bạn. Do vậy, bạn phải tăng cường kiểm soát xe, nên lái xe dưới tốc độ quy định, giữ ổn định làn đường và tránh đánh lái nhiều. Nếu cần rẽ, cần bật đèn rẽ sớm hơn và thật chậm khi chuyển làn. Giữ khoảng cách an toàn xa hơn so với bình thường, phanh và ga từ tốn, tránh thao tác đột ngột. Bạn cũng nên tăng tốc độ cần gạt mưa nếu mưa to. Trường hợp xe có chế độ gạt mưa tự động, bạn nên bật chế độ này. Trời mưa to, bạn nên bật đèn chiếu gần và đặc biệt không nên bật đèn sương mù, vì ánh sáng đèn sương mù sẽ khiến cho xe bạn bị lóa và các xe khác có thể không quan sát thấy xe bạn. Mẹo quan sát đường khi trời mưa là mưa tránh trắng, chính là những hố lõm trên mặt đường khi gặp trời mưa sẽ bị phản xạ tạo lên những vùng trắng. Xin cảm ơn và chúc các bạn lái xe an toàn khi trời mưa.